Sáng ngày 24 tháng 1, đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, người có công tại xã Nậm Hàng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại xã Nậm Hàng. Tại các gia đình, đồng chí Chủ tịch huyện đã bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh của các gia đình cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đồng thời cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Nậm Hàng ngày càng giàu mạnh,